Chào quý anh chị nhé, tôi là Tính, tôi đang tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Những anh chị đang quan tâm tới Mitsubishi Astray phiên bản số sàn thì gọi ngay cho em nhé. Bởi vì ngày hôm nay Astray nó đã có xe nhập Thái sản xuất 2024 rồi anh chị. Xe mà giao tới cho anh chị trong tháng 3 này là xe sản xuất 2024 luôn. Và đây là một cái dòng xe mà có mức giá rất dễ tiếp cận. Những anh chị nào mua để kinh doanh và dịch vụ thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý, một cái thời điểm rất hợp lý để cho anh chị mua xe. Và chủ nhân của chiếc xe này cũng là mua kinh doanh và dịch vụ biển vàng đó anh chị. Thì cái dòng Astray là cái dòng mà sedan hạng B nhưng mà giá rất là mềm. Đây anh chị, xe này em chuẩn bị giao rồi, em mượn để quay giới thiệu cho anh chị nhé. Thì nó đạt được rất nhiều yếu tố mà những anh chị mua kinh doanh chúng ta cần. Thứ nhất, nó là một con xe mà nó có mức giá rất dễ tiếp cận, 380 triệu, chưa bao gồm những khuyến mãi giảm giá. Cái thứ hai nữa là đây là một con xe nhập từ Thái Lan. Thứ ba nữa là con xe này có thương hiệu từ Mitsubishi đến từ Nhật. Và chắc chắn luôn anh chị, đây là con xe mà nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, có thể nói là tiết kiệm hơn những con xe hạng A nữa. Bởi vì nó sở hữu cái động cơ 1.2 lít rất là tiết kiệm nhiên liệu, mà lại đến từ Nhật nữa, rất là bền bỉ, cực kỳ là bền luôn anh chị, bền lăn. Rất nhiều yếu tố để cho anh chị có thể mua con xe này an tâm ta chạy dịch vụ, an tâm chúng ta cày bừa. Dùng cái từ cày bừa thì nó là chính xác hơn đó anh chị, để cho anh chị dễ hiểu. Thì đối với cái dòng Astray này á, nhìn bên ngoài thì anh chị thấy nó có vẻ là nhỏ nhỏ, nhưng không gian bên trong là rất rộng rãi và thoải mái. Anh chị ngồi bên trong này nè, rất là rộng đó anh chị. Tuy là nhìn nó hơi nhỏ nhưng mà nó lại rộng rãi nha. Và bán kính quay đầu nó cũng rất là nhỏ, thì anh chị có thể đi xoay sở trong phố hoặc là đưa đón con những khu vực đông đúc, rất là thuận tiện. Với cái phiên bản này thì bây giờ đang có giá là 380 triệu, anh chị sẽ được hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương là 19 triệu đồng, trừ thẳng vào giá luôn. Ngoài ra anh chị sẽ được những cái quà tặng khác liên quan tới phụ kiện và bảo hiểm, anh chị sẽ được đại lý hỗ trợ thêm. Thì cái đấy anh chị cứ gọi trực tiếp cho em nhé, em tư vấn nó sẽ cặn kẽ và chi tiết hơn cho anh chị. Và bên em hỗ trợ những cái thủ tục để anh chị đăng ký ra biển vàng nhé, hoặc là hợp tác xã là bên em hỗ trợ hết cho anh chị. Và đối với cái dòng Astray này thì nó sẽ có những cái màu rất là đẹp, như là màu trắng, màu xám nè. Cái màu đấy thì bây giờ nó cũng có VIN 2024 rồi, anh chị cứ liên hệ với em nhé. Và nếu như trả góp ngân hàng thì anh chị trả trước chưa tới 200 triệu là chúng ta lấy được con xe này về rồi nha. Đấy, nếu mà hộ khẩu Sài Gòn thì lăn bánh con này tầm khoảng 427 triệu, chưa tới 430 đâu là ra giấy tờ. Còn nếu hộ khẩu tỉnh chỉ hơn 400 chút xíu thôi. Đó là những con số em chia sẻ để cho anh chị nắm một chút xíu về giá cả con xe này. Đây, bản này thì nó sẽ là đèn halogen nha anh chị. Còn dưới này nó sẽ không có đèn sương mù, nhưng mà động cơ khung gầm thì nó y chang các phiên bản cao hơn, vẫn là động cơ 1.2. Hộp số thì sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Nên anh chị xem nội thất. Nội thất thì nó là ghế nỉ thôi ha. Anh chị có thể bỏ thêm 5 triệu rưỡi, ta có thể nâng cấp bộ ghế da tại đại lý em luôn à. Đây, các cửa vẫn có hệ thống loa. Vô lăng thì là vô lăng bằng urethane ha, trợ lực điện nhưng mà không có ga tự động nhé. Ghế thì nó sẽ được bọc ni lông như thế này. Đây, cần số anh chị, củ số. Con này nó có sẵn màn hình zin nhé, có sẵn cam lùi luôn cho anh chị. Chìa khóa cơ thôi. Trang bị thì ở mức cơ bản thôi anh chị, để chúng ta có một cái mức giá nó cạnh tranh, để anh chị mua về chúng ta kinh doanh nhanh, lấy lại vốn. Hàng sau nè anh chị, rộng rãi lắm. Độ ngã lưng nè, độ thoải của chân nè, và khoảng sáng trên đầu cũng rất là rộng rãi. Mâm thì mâm phay hai màu nè anh chị. Phía sau này là phanh tang trống nha, phía trước là phanh đĩa. Đây. Còn đèn hậu nó vẫn là đèn công nghệ LED nha. Phía trước là halogen nhưng phía sau là LED, có sẵn camera lùi. Đấy, thì bên em có tặng những cái phụ kiện khác theo xe nữa. Thì chi tiết hơn anh chị cứ gọi trực tiếp nha. Xe bây giờ là xe sản xuất 2024 nhập Thái, được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm theo những hỗ trợ khác nữa. Anh chị cứ gọi trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều.